Trước áp thấp nhiệt đới được dự báo mạnh lên thành bão số 4 đang hướng vào vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, bà con các tỉnh miền Trung đang khẩn trương chuẩn bị ứng phó. Tại tỉnh Quảng Bình, để an toàn cho ngư dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cấm biển từ 0 giờ khuya nay 19 tháng 9, thời hạn cấm biển cho đến khi an toàn trở lại. Ngay từ đêm qua, Biên phòng Quảng Bình đã liên lạc qua hệ thống vô tuyến kêu gọi nhiều tàu thuyền về bờ. Tại tỉnh Quảng Nam, trong đêm qua, các đồn biên phòng tuyến biển đã bắn pháo hiệu, thông báo về diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và hướng dẫn ngư dân đưa phương tiện vào nơi trú ẩn. Các tàu cá lớn nhỏ đã được ngư dân đưa vào neo đậu ở âu tàu, giằng néo chắc chắn. Người dân ven biển dùng bao cát, dây thừng gia cố mái nhà. Cũng trong sáng nay, một cơn lốc xoáy ập vào thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, làm đổ một số biển hiệu cây xanh và tốc mái một điểm trường mầm non.